tàu CSB Việt Nam được sơn số hiệu tại Mỹ chuẩn bị về nước. Sau khi sơn số hiệu tàu 801 đang được chạy thử ở Sito Mỹ chuẩn bị sẵn sàng được đưa về nước phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tờ My Edmonds News của Mỹ vừa cho đăng tải những hình ảnh mới nhất về tàu tuần duyên John Mikes, WHEC 726 đã được sơn số hiệu và biểu tượng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, tàu Jomiket VPHC726 sẽ mang số hiệu thân 8021. Quốc kỳ Việt Nam cũng đã được sơn lên phần ống khói của chiếc tàu tuần duyên này. Hiện tại, tàu cảnh sát biển 8021 được cho là đang trong quá trình chạy thử. Việc chạy thử tàu 8021 được Mỹ tiến hành ở vịnh Elliot và Puget Sound, thuộc bang Washington. Tàu Jomickey, VPHC726 được Mỹ hạ thủy từ năm 1971 và được nhập biên vào tháng 3 năm 1972. Đây là chiếc cuối cùng được Hải quân Mỹ đóng theo lớp Hamilton. Theo thiết kế ban đầu, tàu Joe Mickett WHEC 726 có chiều dài 115m, lườn rộng 13m và mớm nước 5,6m. Tàu tuần duyên này có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 29 hải lý 1 giờ, tương đương 54 km h Ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu, tàu có thể di chuyển 12 hải lý 1 giờ. Trong điều kiện lý tưởng, tàu Jomiket WHEC 726 sẽ có tầm hoạt động tối đa lên tới 20.000 km. Tàu tuần duyên cuối cùng thuộc lớp Hamilton này có dự trữ nhiên liệu tối đa 810.000 lít, 64.000 lít nước ngọt và có thể hoạt động trên biển tối đa 45 ngày. Biên chế đầy đủ của tàu bao gồm 184 người, trong đó có 160 thủy thủ đoàn và 24 sĩ quan chỉ huy. Các vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm những giá bắn súng máy 12,7mm, hải pháo 76mm Autobreda cùng pháo cao tốc pha lăng. Phía Mỹ đã cả biên lại tàu tuần duyên Joe Mikes DKHEC 726 tháo bỏ hệ thống pháo cao tốc pha lăng trước khi bàn giao cho phía Việt Nam. Hiện tại, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang sở hữu tàu CSB 8020 cũng thuộc lớp Hamilton, có độ giãn nước tối đa 3.250 tấn. Dù có độ giãn nước lên tới 3.250 tấn, các tàu tuần duyên của Mỹ khi được hoán cải thành tàu cảnh sát biển Việt Nam vẫn chưa phải là loại tàu lớn nhất mà lực lượng ta đang sở hữu. Hiện tại, tàu cảnh sát biển Việt Nam có kích thước lớn nhất, phải kể tới DN4000 với độ giãn nước tối đa 4.000 tấn do chính Việt Nam thiết kế. Việc được tăng cường thêm các tàu tuần tra cỡ lớn sẽ giúp lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hoạt động dài ngày trên biển, đảm bảo an ninh hàng hải của vùng biển thuộc nước ta trên biển Đông. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.